Hello, em xin chào cả nhà nhé. Hôm nay em quay video này để giới thiệu cả nhà một giống châm. Đây cả nhà này, đây là trái châm này. Nhưng một điều đặc biệt của nó là đây không phải châm Việt Nam cả nhà nhé. Đây là châm Philippines. Đấy, cái quả châm này, cây châm này được lấy giống từ bên Philippines về cả nhà. Đây, sau quá trình trồng ở Việt Nam này nó có trái này. Đặc điểm khác biệt của cây châm Philippines và cây châm ở Việt Nam mình là cái trái của nó rất là to cả nhà nhé. Này, cái trái của nó to bằng cái ngón tay em luôn này, thấy không? Cái trái ở Việt Nam mình nó to nhất chỉ bằng này thôi. Đấy, to nhất cũng lắm bằng này, nó nhỏ nhỏ như này thôi là nó chín rồi, chứ không thể nào to được bằng như cái trái Philippines này cả nhà nhé. Này, rất là đẹp. Ăn thì cái vị của nó cũng giống như kiểu là châm Việt Nam mình thôi cả nhà, nhưng mà vì nó to hơn á, vì nó to hơn nó mọng nước hơn. Đây cả nhà này, nó to hơn rất là nhiều và nó mọng nước hơn. Đấy. Đây cả nhà. Cái vị của nó cũng giống như vị châm mình thôi. Không khác gì vị châm của Việt Nam đấy. Mỗi tội là trái nó rất là to luôn. Rất là ngon cả nhà. À, trái châm cực kỳ to luôn. To như ngón tay mình luôn. Đây cả nhà này, để em quay cả cây cho cả nhà xem, chứ không phải là một hai quả nó to cả nhà nhé, cả cây nó to, em hái ngắm. Đây cả nhà này, trái rất là to, rất là nhiều nước. Đấy. Các bạn nào có cây châm Philippines như này, kết bạn giao lưu cùng với em nhé. Đây cả nhà này, trái châm này em mới hái được một ít châm này. Đây, em sẽ quay cây cho cả nhà xem nhé, rất là to luôn. Đấy, cây rất là to, rất là sai trái cả nhà, kinh khủng luôn. Đây, trái rất là nhiều luôn, sợ thật, rất là to nhé. Cái châm này ăn rất là ngon, và ngâm si dâu hay ngâm rượu đều được cả nhà nhé. Cây rất là to. Bác nào có muốn sưu tầm cây giống bạn này cứ inbox cho em nhé.